nay người miền Trung sẽ quay cái ổ ăn, cận cảnh của ổ ăn cho các bạn xem. Ổ ăn này nó lồm rất là thấp, trang cây này từ từ không giống vô sợ nó dí. Đó, các bạn thấy không? Rất là thấp, mình đứng ngon cái mặt mình thôi, rất là dễ bác. Tôi ăn này là tôi ăn hầu như thế gì gọi là ăn rú đi, rú từ rừng này, nó di cư xuống miền quê. Mình chỉ quay đứng cài gần nó cách một mét ra chứ còn không dám đụng cái gì hết, sợ nó bay ra. Để bữa nào nó lớn lớn xí nữa rồi mình bắt. Giờ theo như mùa mặt đấy thì có mặt rộng nhưng mà ít, mình chưa có bét được, tại vì chỗ đây là chỗ ở nhà, ở dưới gần nhà cho nên không có hơi phá, để tự nhiên nó lồn nó lớn xíu nữa, cổ bên này nó thòm xuống to rất là bự. Thôi mình cũng xin kết thúc cái video, hẹn lại các bạn cái video sau mình sẽ bác, mình sẽ quay cận cảnh cái bác cái ổ ăn đây cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.